Anh Thành, còn trong cái trường hợp mà Cherry at the bottom thì sao? Trước khi trả lời câu hỏi của Huy, em nghĩ là team em đã thành công rồi. Tại vì nãy Huy thách em có cởi được cái áo ra hay không. Well, what's up? Em là một tín đồ của Melodic. Bất cứ thứ gì, giai điệu, melody, uyển chuyển, nó đều sẽ chạm vào trái tim của Ramastic. Anh rất là tôn trọng những cái triết lý như vậy khi được nhồi vào trong bài nhạc. Như anh Binzy hay nói, Cherry on top. Obito vẫn là cái người em thích từ cái thời điểm ban đầu. Obito đã làm rất là tuyệt vời cái phần trình diễn đó. Hay Obito về đội anh không? Nói luôn này. Anh Hành, để em giải quyết chuyện này. Thì sao? Dạ, xin lỗi anh Ram. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, phiêu cùng rap Việt. Chúng ta đang đến với tập cuối cùng của vòng thi đối đầu. Và còn chân chơi gì nữa, hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho thế giới của Binzy. Hôm nay chủ tiệc của chúng ta có vẻ rất là đẹp trai, trang trọng, trong một cái bộ đồ rất là flashy. Đúng là tiệc của người ta có khác. Không biết là thái độ của team Binzy năm nay là thái độ như thế nào? Thú thật với anh Thành, em rất là tự tin. Em nghĩ những chiến binh trong team em lại càng tự tin hơn. Tụi em đã sẵn sàng những cái bài hát rất là chất lượng cho khán giả cũng như mọi người tại trường quay hôm nay. Hy vọng mọi người sẽ thích nó. Chưa bao giờ tôi hoài nghi về khả năng của Bin, là bởi vì Bin luôn biết cách làm sao cho thí sinh của mình tiếp cận khán giả một cách tốt nhất. Diện mạo chung của team Bin là diện mạo như thế nào? Lần này em muốn nhấn mạnh cái sự tương phản trong style của các bạn ở trong team em. Nó tạo ra những cái thử thách rất là thú vị. Khi mà em đặt hai bạn ở khác màu nhau thì thực sự mình không biết điều gì nó sẽ xảy ra hết. Rất là hiếm khi nó xảy ra. Mà nếu nó xảy ra thì nó rất là kỳ diệu. Và em luôn tìm cái điều kỳ diệu đó. Như em nhận định ban đầu, đội Bin là một trong số những đội mạnh nhất. Em không biết thì Bin năm nay sẽ làm cái gì khác. Nhưng mà nhìn với gương mặt nguy hiểm đó và sự tự tin đó thì em nghĩ cũng không thua kém như Huawei đâu. Đối với Ramastic thì anh Binzy luôn là một đối thủ và là một người anh mà Ramastic luôn nhìn bằng con mắt rất là học hỏi, rất là tôn trọng và cũng rất là dè chừng. Anh Bin sở hữu rất là nhiều cá tính âm nhạc. Từ đầu chương trình đến giờ Ramastic đi săn toàn trắng tay, nên là hy vọng là mình sẽ có một cuộc đi săn thành công lần này ở người anh của mình. Tại vì anh thấy là hình như là mỗi lần mà Bin đang muốn làm gì thì Ramastic đều phải có mặt để cản trở. Cho nên là bây giờ cái lời nói này tôi nghe thấy nó hơi ngược ngược như sao. À, hôm nay chúng ta có một cái bộ đồ, tôi không biết là người mặc nó có thở nổi hay không, nhưng mà khá ấn tượng với trang phục của Huawei. Dạ, thưa anh Hành, trang phục của em, anh nói thiệt nha, nó rất là ấn tượng, rất là đẹp. Và nó làm cho anh liên tưởng đến những cái con bên làng nướng á. Cái con mà mình thổi cái thứ này nè. Em hiểu rồi, có phải là anh Hành thấy nó giống như... Em hiểu không? Dạ, nhưng mà đối với em hôm nay thì cái trái tim em đã đông đá hết rồi. Ồ, vì sao vậy? Hy vọng là độ nóng của Team Bin có thể làm cho em hởi cái áo khoác này ra. You will, you will. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Để nói về melody thì tôi chắc là Ramastic đang rất là thích thú với phần trình diễn này đúng không ạ? Yeah, chuẩn luôn anh Thầy ạ. Em là một tín đồ của Melodic. Bất cứ thứ gì, giai điệu, melody, uyển chuyển, nó đều sẽ chạm vào trái tim của Ramastic. Anh rất là tôn trọng những cái triết lý như vậy khi được nhồi vào trong bài nhạc. Như anh Binzy hay nói, Cherry on top. Sau xem rất là nhiều tiết mục mà mãi chưa thấy hai cái tên mà Ramastic mong đợi ở đâu thì mình đây. Biết ngay là tiết mục hàng. Yeah yeah. Có vi sâu rồi không? Nấy làm gì? Ô, anh buồn cười nhở. Đội của em không chỉ có vi sâu biết chơi melody, BRT biết chơi melody, BY biết chơi melody. Tại sao chúng ta lại không thể có một team toàn biết chơi melody? Thợ săn thành phố. Anh Thành, còn trong cái trường hợp mà Cherry at the bottom thì sao? Trước khi trả lời câu hỏi của Huy, em nghĩ là team em đã thành công rồi. Tại vì nãy Huy thách em có cởi được cái áo ra hay không. Well, what's up? Obito vẫn là cái người em thích từ cái thời điểm ban đầu. Obito đã làm rất là tuyệt vời cái phần trình diễn đó. Hay Obito về đội anh không? Nói luôn này. Anh Hành, để em giải quyết chuyện này. Thì sao? Dạ, xin lỗi anh Ram.
Vào những cái phòng thi này hình như là huấn luyện viên cứ hèn đi hay ra. Không, nên hèn. Nên cá nhân em thấy là hèn không có vấn đề gì cả. Hèn là một đức tính. Hèn là một đức tính, không có gì đáng chê trách của con người cả. Như vậy là đã đủ rồi anh Thành. Dạ. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa mẹ ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này họ vẫn chưa giải quyết được mà cứ cố mang họ ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó xứng đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.